ngoại trưởng mỹ mike pompeo thông báo thắt chặt hạn chế đi lại với nhân viên ngoại giao trung quốc để trả đũa nước này kiểm soát đại diện mỹ Trong thông cáo ngày 2 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Trung Quốc đã hạn chế quyền đi lại và gặp gỡ của các nhân viên ngoại giao Mỹ trong nhiều năm bằng những quy định vượt quá quy tắc quốc tế và ngoại giao. Ngược lại, các nhân viên ngoại giao Trung Quốc ở Mỹ được quyền tiếp cận cởi mở với xã hội Mỹ. Sau thông cáo trên, các đại diện ngoại giao cấp cao Trung Quốc sẽ phải được Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý trước khi tới thăm các trường đại học hoặc gặp quan chức địa phương tại nước này. Các sự kiện văn hóa do Đại sứ quán Trung Quốc tổ chức ngoài khuôn viên trụ sở với hơn 50 người tham dự cũng phải chờ cấp phép từ Bộ Ngoại giao Mỹ.